vì bác không có sẵn trợ lý hay là một người bạn trai lúc nào cũng thuận tiện, có thể xách thêm máy ảnh đi theo mình để mà chụp hình cho mình, cho nên tốt nhất là tự xử thôi. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Bóng Bay, và tập hôm nay, video hôm nay thì khá là đặc biệt, đó là Bóng sẽ dẫn mọi người đi vòng quanh với Bóng trong vòng một buổi chiều để mà chụp hình cho Instagram nha. Và ngày hôm nay plan của Bóng là sẽ chụp hình ở ba địa điểm khác nhau với ba bộ trang phục khác nhau, thì Bóng có đem sẵn mấy cái đồ này trong cặp của mình trong ba lô và sẽ cố gắng tìm chỗ để mà thay, hoặc là tệ nhất thì sẽ thay ở trên xe. Và cái lý do mà Bóng muốn làm video này đó là vì như Bóng nói ở đầu video thì không phải lúc nào mình cũng sẽ có một người để mà đi cùng mình chụp hình, tại vì tùy thuộc vào lịch của từng người và địa điểm được các thứ, cho nên tốt nhất là nếu mà mình có thời gian và có cảm hứng á thì tự xử là tốt nhất. Và bản thân Bóng thì cũng đã tự chụp hình cho mình trên Instagram được một thời gian dài rồi, cho nên là nếu mà các bạn muốn xem những cái hình ảnh của Bóng trên Instagram thì đừng quên follow Bóng ở trên đó nha, địa chỉ là The Good Balloon á, để mà luôn biết những cái hình ảnh mới nhất của Bóng, những cái kiệt tác tự bản thân tự tạo ra của Bóng. Và như Bóng nói, kế hoạch là sẽ đi chụp với ba bộ trang phục khác nhau, nhưng mà Bóng có tới 4 địa điểm ở trong đầu của mình, cho nên là để xem thử hôm nay thì sẽ có thể tiến hành được hết cả 4 địa điểm này không, có possible hay không. Nhưng mà địa điểm đầu tiên chắc chắn là mọi người sẽ rất là hứng, tại vì đó chính là Target. Và điều duy nhất mà Bóng lưu ý đó là đừng nên đi Target để mà chụp hình vào cuối tuần. Tuy nhiên hôm nay là thứ bảy và đây là ngày duy nhất Bóng rảnh, cho nên phải chịu thôi. Và Bóng trước đây thì đã có một vài hình ảnh chụp ở Target rồi, mọi người có thể xem ở ngay đây. Và Bóng rất là thích luôn, tại vì chụp ở Target thì màu đỏ lên rất là nổi, và đặc biệt là đứng ở những cái gian hàng giống như là cereals hoặc là snacks á, là lên hình cực kỳ đẹp. Vì vậy hôm nay thì Bóng muốn dẫn mọi người vào cùng Target với Bóng để mà hướng dẫn với mọi người rõ hơn cách bóc chụp như thế nào. Và Bóng thì có hai phương pháp chụp khác nhau lận, cho nên là ở mỗi địa điểm thì Bóng sẽ nói rõ hơn với mọi người những cái cách mà Bóng chụp hình nha. Rồi bây giờ thì tụi mình cùng vào trong Target thôi. Ở đoạn này Bóng lưu ý với mọi người là với mỗi kiểu pose thì Bóng sẽ đứng hình trong khoảng 2-3 giây, để mà khi về nhà chụp màn hình lại từ cái video này thì sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Sau khi kiểm tra lại video và thấy có nhiều tấm hình có tiềm năng để mà đăng á, thì giờ tụi mình đi về thôi. Bóng sẽ để ra những cái tấm hình mà Bóng cảm thấy ok từ cái đợt chụp hình này. Và lúc này thì Bóng có đi mua một ít đồ Target thật. Giờ mọi người đang xem cảnh Bóng tính tiền. Target địa điểm đầu tiên, giờ thì tụi mình sẽ tới chỗ tiếp theo nha. Đã tới địa điểm thứ hai và không chỗ nào khác chính là McDonald's. Dạ, nói chung là Bóng sống ở Mỹ mấy năm nay rồi nhưng mà Bóng chưa có hình nào ở McDonald's hết, và Bóng nghĩ là sẵn tiện trong video ngày hôm nay thì Bóng sẽ lấy cơ hội này để mà chụp hình với McDonald's luôn. Thì Bóng ăn rồi cho nên là Bóng sẽ không có đi vô trong tiệm để mà gọi đồ ăn, mà Bóng chỉ chụp với cái size đó ở ngoài thôi. Và Bóng rất là thích size của McDonald's, tại vì chữ em á nhìn nó cool. Nói chung là I'm loving it. If you know what I mean.
đã sẵn sàng để xem những hình mà bóng chụp được ở McDonald's chưa? Xong địa điểm thứ hai, xong McDonald's rồi. Bóng nghĩ là bóng đã có được cái tấm hình mà bóng hài lòng. Và về thì sẽ cắt nó ra và đăng nó lên trên Instagram. Mọi người nhớ chờ xem. Rồi bây giờ thì bóng sẽ thay đồ để mà tới địa điểm tiếp theo. Nhưng mà với buổi trong phố thứ hai này và với buổi thứ ba luôn thì bóng sẽ có một cách chụp hình kiểu khác, không có giống như là nãy giờ tụi mình làm nữa. Cho nên mọi người cũng phải xem thử nha. Thay áo xong rồi, đã tới địa điểm tiếp theo rồi. Và bây giờ thì bóng sẽ sửa sang lại một xíu. Cái vấn đề đó là chiều nó hơi bắt đầu xuống rồi, cho nên là bóng hy vọng là tụi mình sẽ tới được địa điểm cuối cùng trong ngày hôm nay luôn. Nhưng mà nếu mà không được thì bóng sẽ để dành nó cho ngày hôm sau nha. Lúc đầu thì bóng tới một chỗ khác, là một cái mural có ghi là Good Morning Dallas, mà trước đây bóng đã từng chụp hình rồi mà bóng chưa có hình nào mà kiểu là ăn ý ở đó, cho nên là tính quay lại để mà chụp. Nhưng mà tới nơi thì thấy đang có công trường xây dựng, nên nói chung là cái chỗ đó nó không có đi vô được. Rồi sau đó thì đành phải chạy đi qua bên này. May mắn là ở Dallas thì cũng có khá nhiều chỗ để mà chụp hình á, không đến nỗi. Cho nên là bóng đã tới địa điểm tiếp theo. Thì tới chỗ này có một vấn đề là nó cực kỳ đông. Mà đậu xe á, bóng đậu xe cách cái chỗ mà bóng cần đi vô chắc cỡ 500m. Và đậu rất là ghê. Hồi sáng thì lạnh, bây giờ thì lại hơi bắt đầu nóng. Ở Texas là vậy á mọi người. Yay. This is the Dallas I love. Bắt đầu thấy người khó là người. Lấy ông đi qua lề vài nơi quá trời người, nhưng mà đã vượt qua hết. Tại tụi mình đã tới tận đây rồi cho nên phải chụp trước ánh mắt của mọi người. Ok, tiếp tục thôi. Ý quên, chỗ này thì bóng chưa giải thích với mọi người. Đó là trên tay bóng thì bóng có cầm cái remote siêu nhỏ. Thì cái remote này kết nối với điện thoại qua Bluetooth. Và cách hoạt động của nó giống như là lúc mà cửa mình chụp hình bằng gậy selfie á mọi người. Là bóng có thể điều chỉnh bằng cái remote đó mỗi khi bóng muốn chụp. Bóng nghĩ là bóng đã hoàn thành được cái nhiệm vụ xuất sắc ở đây. Tại vì bóng đã có nhiều tấm mà bóng thấy khá là cute. Và đi về thôi, sắp thành công đi về. Nhưng mọi người cũng có thể thấy là bóng chụp cũng tương đối là nhiều á. Ok, phải về lọc lại nhưng mà không sao. Yay! Có cỡ 100 người đi ngang qua bóng, bóng chụp. Vậy là tạm thời hôm nay có lẽ tới đây là kết thúc. Tại vì mặt trời đang xuống rồi cho nên là bóng nghĩ là sẽ không thể nào chụp được với cái bộ trang phục tiếp theo và ở địa điểm tiếp theo. Nhưng mà bóng sẽ tiếp tục vào ngày mai hay là ngày mốt. Nói chung là hôm nay là thắng lợi. Hai mọi người, như bóng đã hứa thì hôm nay bóng sẽ tiếp tục dẫn mọi người đi chụp hình với bóng. Hôm nay thì bóng mặc một cái áo đỏ này rất là xinh. Thiệt ra thì kế hoạch ban đầu là bóng mặc một cái đầm màu đỏ luôn, nhưng mà vì hôm nay thì bóng sẽ chụp hình với áo này cho một cái brand của anh, do đó là bóng sẽ dẫn mọi người đi cùng với bóng để xem thử là cách bóng chụp hình như thế nào để đăng trên Instagram nha. Và bây giờ thì đi thôi. Nãy giờ thì bóng chạy đi vòng vòng để mà tìm địa điểm. Và khi mà đã đi chụp hình một cách intentional, tức là có mục đích rồi, thì bạn sẽ nhận ra là có rất nhiều nơi có thể chụp hình được, làm background rất là đẹp. Bóng không biết là có phải là vì bóng may mắn vì ở đây thì là có khá nhiều khung cảnh như vậy không, nhưng mà nãy giờ bóng thấy rất là nhiều lựa chọn luôn. Và cuối cùng thì bóng quyết định là bóng sẽ chụp hình với courthouse này. Tại vì bóng nghĩ là với cái áo hôm nay thì bóng mặc nó có vẻ là hơi polished, hơi kiểu là tiểu thư một xíu, thì bóng muốn chụp với một cái gì đó là có kiến trúc nó cổ điển hơn, chứ không có phải là với những cái mà nó quá hiện đại hoặc là quá là thiên hướng là về tự nhiên giống như là cây cối nhiều. Rồi bây giờ thì lại bắt đầu rất là awkward. Hy vọng là sẽ không có nhiều người để ý đến mình. Nhưng mà trước tiên cũng phải thay giày đã. Thay giày xong rồi và hôm nay thì bóng dự định là sẽ chụp hình cái kiểu giống như là hôm trước lúc mà tụi mình chụp ở cây cầu. Bây giờ thì bóng đã có shutter, cái remote để mà chụp hình, và cái cây tripod này. Bên cạnh đó thì điện thoại cũng đủ pin. Hy vọng là mọi thứ sẽ turn out rất là ổn và bóng sẽ có nhiều hình dễ thương.
Có một điều bóng thích về hôm nay đó là trời chuẩn bị mưa cho nên là nó sẽ không có quá sáng. Bây giờ thì bóng sẽ bắt đầu set up nha. Bóng lựa chọn cầu thang này để ngồi và chụp với cái view này phía sau. Đây là cái view trước mặt bóng, rất là dễ thương. Bóng thực sự bây giờ cũng hơi ngại tại vì có một số gia đình đang ở ngoài đây chơi với nhau đi chụp hình hoặc là có vài người đang ngồi ở đây picnic. Trái bóng mới bị ngã, điện thoại bị rớt ra nhưng mà may quá không có bị bể màn hình hay gì hết. Và trời thì sắp mưa cho nên là nhanh lên nhanh lên. Bóng mới nói chuyện với lại một chú công an. Thì chúng em thấy quá là thú vị. Tại vì bóng chụp hình một mình nhưng chú khen là mặc đồ đẹp với lại chụp hình đẹp. Và bóng nghĩ là bóng đã có hình mà mình mong muốn rồi cho nên là bây giờ có thể đi về thôi. Tại trời sắp mưa rồi. Đây là điện thoại bóng hiện tại thì mọi người có thể thấy là ở mấy cái góc nó bị bể một xíu nhưng mà tại vì có dán màn hình cho nên không sao. Ở trên đây nữa. Và trong đây thì bóng đã có một số hình mà bóng khá là hài lòng. Và bóng không có phải là chụp quá nhiều giống như là hôm trước lúc mà đi ở cái chỗ cầu nữa. Vì hôm nay thì cảm giác là thoải mái hơn vì có ít người hơn á. Nhưng mà cũng khá là ngại. Nhìn chung là ổn rồi. Và vậy là mọi người đã theo dõi bóng cách để mà bóng chụp hình một mình như thế nào. Nhưng mà cũng thấy là bóng có cái cây tripod để mà bóng có thể chụp cắm điện thoại của mình vô. Thì bóng dùng điện thoại iPhone 8 Plus. Lúc mà gắn vô thì rất là ok. Tại vì hình như đây là cái size điện thoại lớn nhất của iPhone rồi. Và ngoài ra thì bóng dùng cái đồ shutter, cái đồ remote để mà bấm. Thì bóng mất rồi, ở đây. Và cái đồ remote này thì nó có cả iOS lẫn của Android luôn, cho nên nếu mà các bạn quan tâm thì bóng sẽ để cái link ở dưới phần description box để mà các bạn xem thử, có thể mua những cái sản phẩm này để mà tự chụp hình cho chính mình. Nói chung cái tip quan trọng nhất như bóng đã nói ở đầu video đó chính là phải vượt qua nghịch cảnh, vượt qua sự xấu hổ. Cuối cùng thì công sức của bạn sẽ được đền đáp. Bây giờ thì bóng đi về thôi và hẹn gặp mọi người vào video tuần sau nha. Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi video này và đừng quên check out Instagram của bóng để xem những cái hình ảnh mà bóng chụp. Tại vì mọi người đã xem được behind the scene rồi thì cũng đừng quên cái final product, cái sản phẩm cuối cùng, tức là những cái hình mà bóng đăng trên Instagram của bóng nha. Bye bye mọi người, bóng yêu mọi người rất là nhiều.